Và ngũ lực là năng lực của ngũ căn. Giáo sư cho rằng chỉ cần tu chánh tứ chánh cần có thể đắc A-la-hán, không cần tu toàn bộ tứ niệm xứ. Xin thưa với quý vị đó, cái ngũ cái căn á là mình Indriya, thì đây là một cái, nói chung là một cái lỗi thôi. Cái lỗi này là cái lỗi không, gọi là mình không có kiến thức, không biết Pali á. Thì tôi sẽ mở cái Pali để cho quý vị coi ha. Nó chỉ đơn giản thôi, nó chỉ đơn giản. Cái lỗi này, cái lỗi giống như là bây giờ một cái người mà nói là cái một cái nhà là nó có bốn cây cột nó chổng lên trời, và cái nóc nó phải chổng xuống đất vậy đó. Thì cái này nó rất là đơn giản, tại do mình thiếu kiến thức thôi. Đây sư sẽ tìm để cho quý vị coi. Cái in ví giá. Đơn giản thôi. Đây nè. Panchit Manipika Ve Indriya Ni, tức là ở đây nè, có năm cái năm căn này các tỳ kheo. Katamani Pancha, đây là năm cái gì? Nè. Sắc thìn ri dân, vì vì ri dình ri dân, sắc thìn ri dân, sa ma thìn ri dân, pan nhìn ri dân. Tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, ima nikho phika quê phần trình rí già nì tí. Tức là đây các tỳ kheo đấy, đây là năm cái năm căn. Bây giờ mình phải lôi kinh ra mình nói chuyện thôi, chứ còn bây giờ mình không có cái gì để mà mình phải bàn cãi nữa trơn á. Thì cái vấn đề ở đây là do mình không biết Pali á, mình thiếu kiến thức, thì nó dẫn đến cái chuyện là mình sẽ lý giải kinh tạng một cách sai lầm, rồi lý giải theo tư kiến thôi. Đây cái vấn đề này nó nhỏ thì cũng không nhỏ, mà nó lớn thì nó cũng không lớn. Rồi chắc cái vấn đề này hai vị không có cái ý kiến gì ha, mình qua câu khác. Kiếm tôi cho hỏi Nhắc quên nữa, cái phần mà chat, chat cái gì đâu mà sư cho con hỏi, hồi chưa quy y đi tu các thầy có người yêu hay có yêu ai hay không? Đây là câu hỏi phiếm luận nha, và mình không nên làm mất thời gian của nhau vì những câu hỏi như thế này nha.